đúng là vô dụng mà. Chào em, lâu rồi không gặp em. Mình uống cà phê đi. Anh có chuyện muốn nói với em. Tôi với ông thì có gì đâu để nói. Không phải em đang có tâm sự hay sao? Nhìn sắc mặt của em không được tốt lắm nha. Có khó khăn gì cứ nói, anh sẵn sàng giúp em. Mình uống cà phê tâm sự giải khuây đi. Thôi được rồi, tôi... Thôi, lên xe đi. Tôi không lên xe với ông đâu. Vậy anh đến quán cà phê Tem May đợi em nha. Tôi cũng đến Tem May. Quán Tem May là chỗ tôi làm. Vậy em muốn đi đâu? Tìm chỗ nào đó kín đáo nói chuyện đi. Anh có một chỗ vô cùng kín đáo. Em thấy resort như thế nào? Ông muốn nói gì thì nói nhanh đi. Em đừng có vội vàng. Anh nghĩ người nên nói trước là em mới đúng. Mọi chuyện rắc rối anh có thể lo cho em hết. Em biết khả năng của anh mà. Ông có thể giúp tôi được không? Giúp em không thành vấn đề gì. Nhưng em phải giúp lại anh. Ông muốn gì? Anh muốn gì em thừa biết. Em thì cần tiền, anh thì cần tình. Hai đứa ta trao đổi chẳng có ai nợ ai hết. Không thể nào, tôi không làm được. Em suy nghĩ kỹ lại đi. Đến với anh em có mất mát gì đâu. Tôi đã có vợ rồi. Anh đâu bắt em bỏ vợ em đâu. Tôi vợ tôi mà biết. Ủa, anh không nói em không nói thì làm sao vợ em biết? Đây, em sẽ có được nó. Rất đơn giản. Chỉ cần em cởi đồ trước mặt anh đúng 5 phút. Ok. Anh không làm gì em hết. Anh chỉ ngắm nhìn mà thôi. Ông coi tôi là cái gì hả? Em nhạy cảm quá. Anh vì em thì giờ của anh rất là quý báu. Anh chưa bao giờ mất thì giờ với ai. Chỉ mất thì giờ với em. Nè anh, cảm ơn. Ê, cái anh chàng đó nhìn quen quá. Hình như là quản lý của thằng cha mập hay sao? Chị biết anh đó hả? Bạn trai của chị đúng không? Không. Mà anh ta vô đây làm cái gì vậy ta? Giờ này vô đây chỉ làm duy nhất một chuyện thôi. Cưng thiệt là quỷ. Em đẹp lắm. Em đẹp như một pho tượng điêu khắc. Ông đừng đụng vào người tôi. Sẽ có thêm một tờ 100 đô nữa. Tôi xin lỗi. Ông đừng đụng vào người tôi. Tôi không quen đâu. Dù sao thì hai chúng ta đã... Ông đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Không nhắc thôi. Mình cũng có ngày phải chịu cảnh nhục nhã như thế này sao? Hồng ơi, anh có lỗi với em.
Thu, nhìn anh hả? Lén nhìn anh phải không? Có đâu. Không có mà cứ nhìn ra ngoài hoài. Em chờ khách tới thôi mà. Anh Ben lâu lắm mới về. Vậy hả? Anh đoán vậy thôi, chứ cũng chưa chắc. Nhưng mà tình hình là có thể ảnh về liền bây giờ đó. Mà ảnh đi hay về thì kệ ảnh chứ, liên quan gì tới em đâu. Ảnh chỉ quan tâm tới con chó thôi. Vậy mà còn chối ha. Thật sự nhìn anh Ben bề ngoài lạnh nhạt như vậy thôi, nhưng thật ra ảnh không phải là quá thạch hoàn toàn. Chắc trái tim của ảnh chưa đến nỗi biến thành cục đá xanh. Bộ anh Ben nói gì với anh hả? Có. Anh nói gì vậy? Anh nói anh thích ăn cơm chiên. Cơm chiên? Món nó khô thấy mồ. Vậy mới hợp với tính cách của ảnh. Cơm chiên? Mà cơm chiên cá mặn hay là cơm chiên dương châu vậy? Để anh nhớ coi. Hỏi gấp quá anh không nhớ. Cơm chiên chiên tỏi em. Cơm chiên tỏi? Đơn giản vậy sao? Bộ anh ăn chay hả? Giờ anh nói nghiêm túc với em nè. Thật sự nghiêm túc. Nãy giờ anh nói chơi thôi, đừng suy nghĩ nghe. Bye bye em. Cái anh này suốt ngày chỉ biết ăn hiếp mình không à. Em đẹp như bức tượng vậy đó. Ông đừng đụng cho người tôi. Dù sao thì hai chúng ta đã... Ông đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Công việc có vất vả lắm không anh? Cũng có chút vất vả em mà. Anh đó, đừng có làm việc quá sức nha. Có gì ngày mai em sẽ đi mua đồ để tẩm bổ cho anh. Nè, anh sao vậy? Tại tay em lạnh quá. Anh ơi, hình như anh bị sốt rồi đó. Nếu mà sốt á thì đừng có đắp mền nữa. Anh lạnh quá. Con ở nhà, con có nhớ ta không? Con á, phải ngoan, phải biết nghe lời ta, không có đòi hỏi bất cứ thứ gì. Chủ của con không có ngoan như con nha. Em đẹp lắm. Em đẹp như một pho tượng điêu khắc. Ông đừng đụng cho người tôi. Sẽ
có thêm một tờ 100 đô nữa. Tôi xin lỗi, ông đừng đụng vô người tôi không quen đâu. Dù sao thì hai chúng ta đã. Ông đừng nhắc tới chuyện đó nữa. Không nhắc thôi. Điều ta muốn nhất định ta phải có được. Hiểu không Biên? Hiểu không Biên? Nghe gái, sao tự nhiên gọi giờ này vậy? Bộ đang vui vẻ với ông xã sao? Có phải đám không? Vui vẻ con khỉ. Tự nhiên ảnh lăn đùng ra sốt kìa. Bây giờ nằm một đống, thấy thương luôn. Mày hành hạ ổng quá chứ gì. Thôi đi, mày đừng có tào lao nữa. Mày gọi điện có gì không? Tưởng mày đang vui vẻ với ông xã, tính gọi điện phá đám chơi thôi. Ai dè mất hứng quá. Mày á, suốt ngày cứ vui vẻ hả? Ê mày, hồi chiều tao đi resort á. Tao gặp cái anh chàng mà đẹp trai, trợ lý của ông mập biến thái á mày. Anh Ben Hanbo. Thì cái anh đẹp trai mà có bộ mặt lạnh lùng như sát thủ đó. Vậy là anh Ben rồi. Mà anh Ben vào resort đó làm gì ta? Vậy chứ mày nghĩ ban ngày vào resort đó làm gì? Coi cái mặt lạnh như tiền chứ mà trái tim cũng chẳng lạnh tí nào. Mày á nha, gian tà quá. Thôi tao cúp máy nha, để em xả tao ngủ nữa. Tại sao lại phản bội tôi? Anh là đồ bệnh hoạn, tôi ghê tởm anh. Kể từ đây tôi với anh không còn là vợ chồng với nhau nữa. Hồng ơi, đừng bỏ anh. Anh rời khỏi nhà tôi. Anh không có như vậy. Hồng à, Hồng, đừng bỏ anh mà Hồng. Đừng bỏ anh, đừng bỏ anh mà Hồng ơi. Anh, chuyện gì vậy anh? Anh sao vậy? Hả? Anh sợ quá. Anh vừa nằm mơ hả? Anh nằm mơ. Nằm mơ thấy cái gì? Anh mơ thấy em không còn yêu anh nữa. Em bỏ anh mà đi. Anh á, không ngờ anh trẻ con thiệt. Nằm mơ mà cũng sợ nữa. Anh biết không, giấc mơ luôn trái ngược với sự thật mà. Hồng à, em đừng bỏ anh nha. Anh sẽ cô đơn lắm. Em làm sao mà bỏ anh được. Nè, anh nằm xuống đi. Em nấu cháo cho anh rồi đó. Đêm qua anh sốt lắm. Người anh giờ vẫn còn hầm hầm nè. Ở đây nha, em múc cháo cho anh ăn. Gì vậy? Mệt quá, suốt ngày suy nghĩ á. Để đi, tôi tặng bà cái khoan nha. Bà tặng tôi cái khoan để làm gì?
thì để mà bà khoan cái bức tượng gỗ đá đó. Công việc của bà xong chưa mà ngồi đi tám chuyện? Hồi bị la bây giờ. Xong rồi, tôi làm xong hết rồi. Ê, bà Hồng vô, tôi đi nha, ngồi bắt con bị la. Em chào chị. Ừ, chào em. Thu nè, khách ở Sài Gòn ra tới chưa em? Dạ, họ cũng vừa mới tới đó chị. Ừ. Mọi thứ đã sắp xếp xong hết rồi chị. Tốt. Chào anh. Em chào anh Ben. Tối qua ngủ có ngon không? Cũng bình thường thôi. Tôi ra ngoài một chút. Bận rộn như vậy còn dành thời gian đến thăm bác. Bác vui quá à. Quà cáp làm gì, bày đặt quá. Dạ, con không biết cả đời con có dịp qua bên đó nữa không. Nhân tiện con mua về làm quà cho bác vậy thôi. Tiền bạc có thì để dành phòng thân, đừng có nên xài phung phí. Con biết lo bản thân mình mà bác. Đàn ông như con thì biết lo gì chứ. Nè, tìm mấy cô nào á về nâng khăn sửa túi cho. Không có ai sống một mình cả một đời được đâu con. Dạ. Con coi như Phong đó. Rồi mai này bác có nằm xuống thì cái bàn thờ của nó cũng lạnh tanh à. Đâu có, còn có con mà bác. Bậy nè. Con còn vợ con của con nữa chứ. Dạ. Dạ em nghe nè ông chủ. Dạ em đến liền. Dạ. Bo, con có việc á thì con cứ đi trước đi. Dạ, con sẽ quay lại sau nha bác. Ừ. Con chào bác. Ủa, mới tới hả con? Dạ. Ngồi uống nước đi, để bác vô bác rửa tay cái nha. Dạ. Vô nhà đi con. Ngồi uống nước đi con. Uống miếng nước đi con. Dạ. Hình như mới có ai tới đây hả bác? À, bạn của thằng Phong. Vậy à? Ừ. Nó mới qua Thái làm ăn gì đó nên mang về cho bác một chút quà. Cái thằng thiệt là có lòng mà. Phong có người bạn thật là tốt. Ừ. Nó là bạn học của thằng Phong á. Nó vừa mới về tức thì đó con.
Con mà đến sớm một chút á là gặp nó ở đây rồi. Dạ, chắc tại chưa có duyên. Hai đứa đúng là chưa có duyên thật mà. Có cơ hội gặp á, con cứ làm quen với nó đi, nó tốt lắm. Chị sợ đến lúc có duyên, đến rồi thì muốn tránh cũng không tránh được. Con á, nói chuyện giống như cụ non vậy à. Thôi, uống nước đi con. Dạ. À, good morning, sir. Chào cô. Dạ, trời ơi, Bình dễ thương quá à. À, ông đưa Bình đi dạo hả? Hôm nay á, nhìn mặt cô có vẻ vui quá vậy. Có chuyện gì à? Dạ, tại vì hôm qua á, em nhận được món quà mà ông tặng á, cho nên là tâm trạng của em hơi bị tốt. Niềm vui của cô đơn giản quá ha. Dạ, tại vì đây là một món quà đầu tiên của một vị khách đến ở resort mà lại tặng cho một nhân viên dọn phòng như em. Tốt. Niềm vui đơn giản, biết thỏa mãn, biết đủ, là ngoan ngoãn. Dạ, đối với ông thì đơn giản, nhưng mà đối với em á là đại sự và to lớn. Nếu mà cô cảm kích, cô xem đó là đại sự và to lớn trong cuộc đời cô, vậy cô ra sức làm việc cho tôi. Dạ, ông nói gì á em cũng sẽ làm. Trước khi đi Thái, tôi căn dặn cô làm gì cô quên hả? Dạ nhớ chứ. Dạ, là theo dõi. Chào cô Hồng. Từ khi tôi về Việt Nam tới giờ chưa có dịp gặp gỡ cô. Dạ, tôi có nghe là ông về, nhưng mà resort nhiều việc quá, tôi chưa đến thăm hỏi ông được. Cô đừng có khách sáo. Dù gì á, mình á cũng xem nhau thân thiết như người trong nhà mà. Ánh nè. Dạ. Em làm việc xong chưa? Dạ chưa. Tranh thủ đi, phòng 905 khách mới trả phòng đó, em lên dọn giùm chị. Dạ. À, cô Hồng nè. Dạ. Tôi đi Thái về có mua một số quà cho vợ chồng cô. Tôi mời cô vào trong để tôi có thể tặng quà cô được không à? Như vậy không tiện đâu ông à. Có gì mà không tiện. Mình á cứ xem như người một nhà. Thì vào đây tôi gửi quà tặng cho cô nha. Mời cô ngồi. Dạ. Cô cứ tự nhiên đợi tôi một chút. Gửi cô. À, cái vỏ mà hồng này là của cô, toàn là mỹ phẩm cao cấp của Hàn Quốc. Còn cái vỏ bên này là nhân sâm hảo hạng, cũng của Hàn Quốc, bạn tôi gửi với tôi. Tôi gửi cho anh Tú dùng nha. Thưa ông, những thứ này quý giá quá, tôi không dám nhận đâu ạ. Cô yên tâm, nhận không sao hết, không sao hết. Cô cứ nhận cho tôi vui, không sao, không sao. Vậy tôi cảm ơn ông. Không có chi. Ông thấy dịch vụ resort của chúng tôi như thế nào? Cũng được. Tôi biết ông cũng là một người kinh doanh resort. Nếu như chúng tôi có điều gì sai sót, mong ông hãy góp ý thẳng thắn để chúng tôi còn kịp thời điều chỉnh nữa. Cô Hồng á, lúc nào cũng đặt công việc lên hàng đầu. Dạ, đó là trách nhiệm của tôi mà. Ngoài công việc ra, mình không thể nói chuyện khác được à? Tôi đã nói rồi, cô cứ xem tôi như người trong gia đình đi. Dĩ nhiên, nếu có chuyện gì không hài lòng, tôi không chỉ nói với cô, mà có khi tôi gửi thẳng yêu cầu trực tiếp đến cô. Vì các cô được trả lương để làm việc đó mà. Nhưng bây giờ hãy cứ xem tôi như một người bạn,
Dạ. Đạo đức giả, đúng là đạo đức giả. Gì đó cô hai? Nè, ở đời á, nhiều người trước mặt thì tử tế, nhưng mà sau lưng á, làm chuyện gì đâu không à. Ê, bà nói ai vậy? Thì thôi, mệt, không nói với bà. Có chuyện gì? Nói thì nói luôn đi, không nói thì im luôn nha. Cứ cà nhấp, có ngày tôi cho bà ăn cháo luôn bây giờ. Trời, ít nhiều chuyện quá ha. Không phải nhiều chuyện, mà là tôi quan tâm tới mọi người xung quanh thôi. Đó là bà Hồng đó. Trời, bà nói bậy gì vậy? Tôi thấy rõ ràng luôn, bà Hồng á chủ động vào phòng ông Tuấn Kiệt. Bà nói nhỏ tiếng thôi, bà làm gì la bày hải vậy? Tôi nghĩ chắc có chuyện gì đó, chứ từ trước tới giờ chị Hồng đâu bao giờ bước chân vào phòng của khách đâu. Thì đó, vậy mới lạ. Trước thì không vô phòng ai, nhưng bây giờ đã vào phòng Tuấn Kiệt rồi. Nè, ăn thì có thể ăn bậy được, nhưng mà nói là không có được nói bậy đâu đó. Trời, bà nghĩ sao vậy? Tôi thấy chồng của chị Hồng đẹp như là diễn viên Hàn Quốc vậy đó. Còn Tuấn Kiệt thì nghĩ tôi còn không dám nghĩ tới nữa. Bà không có biết gì hết á. Ông Tuấn Kiệt tuy là ổng già, ổng xấu, ổng mập, nhưng ổng có tiền, ổng nhiều tiền, ổng giàu sụ luôn. Còn ông Túi thì sao? Được cái mã thôi, không có tiền bạc cái gì hết á. Mà tôi nghĩ bây giờ chắc ổng đang ở nhà làm nội trợ gì đó. Bà nghĩ đi, đàn ông mà như vậy á là dễ bị cấm sừng lắm biết không. Thôi đi cô nương à, cô đừng có ở đó mà suốt ngày thị phi chuyện nhà người ta. Phòng 905 yêu cầu dọn nãy giờ kìa, đi dọn chưa? Ha, quên, thôi tôi đi làm đây. Anh nghe đây bà xã. Anh thức dậy chưa? Anh dậy rồi, đang ngồi ăn cháo của em nấu nè. Ngon không? Cháo của vợ nấu đương nhiên là ngon rồi. Nè, anh có hâm cháo không? Chứ cháo em nấu từ sáng tới giờ hơi nguội đó. Cháo cũng còn ấm lắm, cho nên anh múc ra rồi ăn luôn. Cái gì? Anh đừng có nịnh em. Cháo em nấu từ sáng tới giờ mà còn ấm hả? Thì ấm áp ở trong lòng. Anh này, nè, thuốc em để trên đầu giường á. Anh ăn cháo xong lại nhớ phải uống thuốc đó. Anh biết rồi. À, em vừa gặp ông Tuấn Kiệt á. Ông ấy có gửi quà cho vợ chồng mình nè. Thôi, em làm việc tiếp đi. À, anh ăn đi rồi uống thuốc nha. À mà nè, không cần phải chuẩn bị cơm trưa cho em đâu, em có thể tự lo được. Ừ, anh biết rồi. Bye bye em. Bye anh. Nè anh chị, cho chị một phòng đi em. Chìa khóa của chị đây. Ok, cảm ơn em. Phòng 308 nha chị. Trời, đẹp trai như vậy mà lái máy bay bà già, ghê thiệt. Rồi, đẹp lắm. Đổi kiểu nha. Rồi, đúng rồi. Người yêu nha. Chị nhìn em nè. Rồi. Đâu, đưa cho chị coi. Ừ.
Chụp hình cũng đẹp quá ha. Không thua gì mấy tay chuyên nghiệp đâu. Hồi đó em mê nhiếp ảnh dữ lắm, nhưng mà không có điều kiện theo đuổi. Thích chụp hình thì mua một cái máy để chụp hình thôi, có gì đâu. Không có dễ như chị nghĩ đâu. Phải có một cái máy chụp hình chuyên nghiệp, rồi còn có thời gian đi săn ảnh nữa. Mua máy ảnh thì được, nhưng mà còn đi săn ảnh thì tuyệt đối không được. Biết chưa? Thôi, nhiêu đây đủ rồi, mình đi bơi đi. Xuống đi chị, em đỡ xuống. Nước mát quá. Sao vậy? Em mệt. Sao lại mệt? Tại chị chứ tại ai? Mới có nhiều đó mà mệt. Hay là ngoài tôi ra còn có cô nào khác nữa? Một mình chị á là em đủ mệt rồi, thêm người khác nữa chắc em chết quá. Miệng lưỡi của cưng á ai mà tin. Chị là mối tình đầu của em mà. Xạo. Bộ giận hả? Đúng là con nít mà. Mới có nói giận chút xíu mà giận. Tình cảm của em thế nào chị còn không biết hả? Chị hiểu, chị chỉ nói đùa thôi. Sao mà con nít dữ gì không biết nữa. Tại chị dụ dỗ đời trai của em mà. Rồi rồi rồi, lỗi của chị. Chị dụ dỗ đời trai của em, được chưa? Tâm sự gì hả? Dạ, đâu có tâm sự gì đâu. Lâu lâu không có nhậu. À, thôi anh ngồi uống lâu với em ha. Cậu biết là tôi không biết uống mà. À, không uống cũng tốt ha. Ngậm vô thì nó đắng, nuốt thì nó cay. Có gì đâu vui, phải không? Không vui thì cậu uống làm gì? Ông chủ không thích đâu. Dạ, em biết rồi, cảm ơn anh nhắc nhở. Anh ngồi chơi. Cậu có chuyện gì hả? Dạ,
Anh Ben, ngộ ha. Anh nhìn kỹ đi, em mới bóp nó mà bây giờ mình cố gắng mình chỉnh sửa cỡ nào nó cũng không được như xưa ha. Ngộ ha. Cậu có chuyện gì hả? Trời ơi, em nói rồi, có chuyện gì đâu trời. Vậy tại sao cô lại bóp méo đó? Nè, anh nghĩ coi. Nè, cái lon nó tròn hoài, nhìn thấy chán. Lâu lâu em bóp méo thử rồi, coi coi nó như thế nào, đúng không? Anh nhìn kỹ đi, thú vị hơn bình thường nè, phải không? Ha. Mọi sự vật luôn có hình dạng tự nhiên vốn có của nó. Cậu đừng tùy tiện thay đổi, sẽ gây thiệt hại cho cậu. Cậu coi đó, tay cậu chảy máu rồi kìa. Hả? Ủa? Ủa sao em không có cảm giác gì chân trời? Đúng là say cũng có lợi thiệt. Tay em chảy máu em không có cảm giác gì luôn. Tôi nghĩ là cậu nên đi ngủ sớm đi. Ngủ một giấc thức dậy, tâm trạng cậu sẽ tốt hơn. Dạ, em biết rồi. Cảm ơn anh Ben. Thôi, tôi vô trước. Dạ. Anh cảm ơn. Dạ. Công việc của Kiều vẫn tốt chứ? Dạ cũng rất là tốt. Đôi khi cũng có chút chán nản, vô vị. Bình an á là hạnh phúc lắm rồi. Lúc trước á thì tôi cũng nghĩ như vậy. Đôi khi tôi thấy cuộc sống của mình khá là nhạt nhẽo, nhất là những dịp lễ Tết. Ai nấy đều tất bật, còn mình thì không có việc gì để làm hết. Nhiều lúc á, anh cũng cảm thấy giống như vậy. Em gái của anh á, thì đã có gia đình rồi. Hai vợ chồng nó lúc á, thì vui vẻ, lúc thì cãi nhau. Cuộc sống đúng là nhiều mùi vị. Hình như đó là cảm giác chung của những người độc thân thì phải. Kiều đã từng nghĩ tới chuyện lập gia đình chưa? Đôi khi cũng có, nhưng mà tôi tìm hoài mà không có thấy. Thật khó để tìm một người thích hợp với mình. Anh Khôi có tin vào duyên phận không? Có chứ. Mọi chuyện trên đời này đều phải có duyên phận. Ông bà mình hay nói, có duyên có nợ thì mới làm chồng làm vợ được chứ. Trước đây thì tôi không có tin lắm, nhưng bây giờ tôi không có dám ngang bướng nữa.